Hello, mình chào quý vị và các bạn. Lời đầu chúc quý vị và các bạn cũng như những người đam mê đồng hồ lời chúc sức khỏe và an lành. Một tuần đã trôi qua và hôm nay đến hẹn lại phải lên. Thế thì hôm nay mình giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ Tim Hope của Thụy Sĩ. Đây là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Đó. Thế thì chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ này thì có những gì thì mình cũng xin giới thiệu quay sơ qua về một chiếc đồng hồ này. Đó. Chiếc đồng hồ này đây, đến gần để các bạn có thể xem. Chiếc đồng hồ này rất đơn giản thôi, nhưng nó cũng có thương hiệu. Mình nói sơ qua về cái dòng đồng hồ Tim Hope này. Dòng đồng hồ Tim Hope này là được đặt tại nhà máy vào năm 1924 ở La Fon. Thì cái hãng đồng hồ này ra đời vào năm 1924. Thế thì chiếc đồng hồ này, đây, ở đây có ghi là số 8. Và đây là Swiss, thương hiệu của Thụy Sĩ. Đây là hình mặt trời thì chắc là các bạn biết. Hình số 8 này là chiếc đồng hồ này chạy được 8 ngày, tức là trong một tuần. Còn như theo Việt Nam thì ở đây Việt Nam thì có 12 con giáp, nhưng ở bên này thì người ta tính theo 12 cái cung. Đó. 12 cái cung thì biết nó có rõ không? Thì đây là các cái cung đó. Đây tổng xoè là 12 cung. Thế thì sơ qua để mà quý vị và các bạn xem chiếc đồng hồ này. Đó. Thương hiệu của Thụy Sĩ. Có mã số ở đây và đồng hồ này nó họ ghi là 15 chân kính. Này là ghi 15 chân kính, có thể là do ánh sáng hoặc là thì cũng hơi khó nhìn. Đó thì sơ qua về một chiếc đồng hồ Tim Hope, thương hiệu Tim Hope. Chiếc này để bàn thì cũng rất là đẹp. Thì mình cũng nói là vào chiếc đồng hồ, cái hãng đồng hồ này thì cũng từ năm 1924 là bắt đầu là hãng đồng hồ này thành lập lên, và đến năm 1994 vào ngày 7 tháng 11 năm 1994 là hãng đồng hồ này đóng cửa và không có hoạt động nữa, không sản xuất nữa. Thế thì từ năm 1924 đến năm 94 được bao nhiêu năm? 70 năm đúng không? Thế thì năm 94 mà năm nay là năm 2021, đóng cửa cũng được 27 năm rồi, còn khoảng một tháng hôm nay là đã mùng 9 tháng 10 rồi. Đó, thì đây là một chiếc đồng hồ mình cũng sưu tập được và để chơi. Thế thì mình để ở đây và cũng sẽ mấy chiếc đồng hồ cũng dòng Tim Hope này. Chiếc đồng hồ này rất nặng. Đó. Chiếc đồng hồ này rất nặng.
chiếc đồng hồ vừa rồi, đồng hồ Im Hope vừa rồi thì không có chuông, nhưng chiếc này thì chiếc này thì có chuông. Đấy, Im Hope này. Tên Im Hope, và mình sẽ quay để các bạn xem về cái phần bên ngoài của chiếc đồng hồ. Đó. Thế thì đây, có thể phần để cầm như thế này thì dễ nhìn hơn. Đó, đây chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này cũng chạy được 8 ngày lên con ở đây. Đó. Lên thì lên ngược tay. Tất cả đồng hồ, như cái đồng hồ này là lên ngược tay. Đó. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Hình thức đây, dòng đồng hồ Im Hope. Thương hiệu của Thụy Sĩ. Thì mình xoay hơi khó, đặt hơi khó đi. Đây, thế thì lại quay lại, quay lại. Một tay thì quay, một tay thì xoay chỉnh đồng hồ thì hơi khó. Thế thì bây giờ mình sẽ xoay kim đồng hồ để các bạn xem. 30 phút điểm chuông. Đó. Và 1 tiếng. Đó. Đó, thế thì một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ và dòng Im Hope. Đó, thì cũng giới thiệu sơ qua về các bạn, những người chơi đam mê đồng hồ, về chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì ngày trước là người ta có một ai đó chắc là nghĩ là vàng hay là gì đó, nên là người ta cũng cạo cái này đi để trông nó. Nhưng mà cũng đáng để sưu tầm, chạy rất là chuẩn, chính xác và đẹp. Kính này cũng tinh cong. Và chiếc đồng hồ này rất là nặng, khoảng chừng 8 đến 10 kg một chiếc đồng hồ này. Đó. Thì giới thiệu với quý vị và các bạn cũng như là những người đam mê đồng hồ, một chiếc đồng hồ dòng của Thụy Sĩ. Đó. Thì dòng Im Hope này mà bây giờ người ta cũng không có sản xuất nữa. Thế thì cũng chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy. Cũng chúc quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.